Hello, Titi, Funny, Honey, come on, baby, Titi, where are you? Man, it's fast, sort of water. Many, too many. Trời ơi, rác nó nặng quá, nó giật cái cổ tôi luôn rồi. Thôi 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 thôi. Bơi dòng nước chảy này nữa. Còn có nước chảy thôi. Chảy đẹp quá ha. Hôm nay là một ngày mà dòng sông không có rác thải nhựa. Bởi vì người ta không có làm việc quanh đây nữa, người ta không vứt rác nữa. Tụi con hạnh phúc không? Ngày nào cũng như vậy thì hạnh phúc quá đúng không Titi? No like this. Hôm nay nó bơi kìa anh em. Nó bơi ngược dòng nước kìa, tồi quá. Để coi người ta làm gì nữa. Bên Tion đáng sợ lắm Honey ơi. Trời ơi, thế giới con người mà mang thân người còn sợ con người nó huống chi con. Rồi anh em chúng ta đi nữa nha. Anh em chúng ta đi nữa. Ok. Đi nữa nè. Đi nữa. Lực bất tòng tâm rồi. Nặng quá. Cái bao rác này nó giật cái đầu của em. Ôi, cái nước nó chảy nó cuốn em đi kìa mọi người. Em không lắc đuôi mà nó cuốn em đi như vậy đấy. Sức mạnh của tiền cá nè. Mang đôi tiên cá Tion mới cho em được sức mạnh của một tiên cá thật sự. Ôi ơi, cái bao rác nó giật cái cổ của em. Thêm thằng Honey nữa. Anh em, hôm nay vậy thôi nha mọi người.
Đó còn một ít rác ở đây em lượm luôn cho xong. Đi xa không nổi đâu, nước chảy quá. Chiều nay em tiếp tục lượm rác. Thôi thôi thôi, em để khi nào phóng xong cho mọi người em lượm luôn. Này, nhìn đi, em lượm nó. Còn nước kìa. Nó nặng chứ không phải nhẹ đâu. Dạ. Nó nặng dữ lắm. Nó ngấm nước đồ trong. Em bơi, em mặc quần áo này em bơi. Nó đã nặng rồi. Em bơi ngược dòng nước chảy nó đã nặng hơn. Em vác bao rác. Anh chị thấy cái đuôi tiên cá nhà em sức sản xuất là ghê không? Sản xuất là xuất sắc luôn đúng không? Thiệt luôn mà, sản xuất xuất sắc thiệt luôn á. Không làm được vậy chứ em bị nước kéo đi. Em vũ nước nó khủng khiếp như vậy. Cái gì vậy trời? Lụm này xung quanh đây đó. Khu vực này là khu vực nhà em. Tì, lụm xuống cho anh phụ, phụ. Give it to me. I need that. Cái đoạn này nó dơ. Dơ lắm luôn. Why many traps on the water? Please stop it.